Hello mọi người, chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại video của Mr. Thanh Huy. Thì video hôm nay là một video thanh lý. Thì như mọi người đã xem video của Huy ở những video lần trước thì bên Huy thanh lý những cái dòng sản phẩm cũ đúng không ạ, thu về của khách hàng. Nhưng trong video ngày hôm nay thì sẽ là một video thanh lý sản phẩm mới hoàn toàn. Thì hôm nay thì Huy sẽ thanh lý một cái mẫu súp đơn 50, mẫu súp mới hoàn toàn. Thì trong thời gian vừa qua là đã có video khuyến mãi loa Array đúng không ạ? Hôm nay thì tiếp tục là thanh lý khuyến mãi loa súp để mọi người có nhu cầu là mua về có thể ghép lên đủ một bộ âm thanh luôn nha. Thì Huy nhắc lại một chút xíu là cái loa súp này thì bên Huy thanh lý nó có giới hạn nha, chỉ có 5 cặp thôi. Cho nên anh em nào chúng ta đang quan tâm thì liên hệ ngay cho bên Huy theo số điện thoại tư vấn Huy để ở góc trái của cái video nha. Số lượng chỉ có 5 cặp thôi ha mọi người. Thì cái mẫu này á, Huy nói luôn, cái giá của nó đang bán lẻ là 8.500.000 trên một cặp. Thì hôm nay sẽ thanh lý cho mọi người với cái giá chỉ có 5.900.000 thôi nha. Đây là một cái mẫu súp đơn 50 của RCF, với là bát RCF và cái thùng mẫu của RCF luôn. Đây là cái loa bát này mọi người, bát 50 từ 220 và côm 100. Thì cái hình thức phía sau thì mọi người có thể thấy là cái đít nó hơi lồi lên một chút xíu như thế này nha. Đó, đít nó hơi lồi lên này. Đó. Và phía sau đây nó có 6 cái lỗ để thoát hơi và tản nhiệt cho cái côn ở bên trong. Rồi, và bên này là chạm loa. Thì mọi người cái mẫu RCF thì nó quá quen thuộc đúng không ạ? Đây, bên trong. Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái nhện loa là nhện vàng nhé. Nhện màu vàng. Ok, và đây là cái mặt trước. Mặt trước thì màng khá là sâu. Màng 3 gân. Đẹp. Đó. Thì đây là hình thức mặt trước ha mọi người. Đây, và đây là bên trong thùng. Thì trong thùng mọi người có thể thấy là bông mút làm rất là chuẩn. Đây là bông mút tiêu âm của nó, rất là kỹ nhé. Thùng là toàn bộ là thùng ván ép, sơn chống chảy và chịu nước rất là tốt. Đó. Ok, khi mà lắp lại thì nó sẽ như thế này. Đó, đây là kiểu dáng loa nó sẽ như thế này ha mọi người. Rồi. Thì hiện tại đây thì bên Huy đang tiến hành là lắp 5 cặp. Mọi người có thể nhìn thấy. Bên này 3 cặp và bên này 2 cặp nữa. Và đây là hình thức cái lưới. Cái lưới này là lưới mới hoàn toàn nha mọi người. Lưới mới rất là đẹp. Thì cái lưới này bên trong nó có cái lưới mút để nó chắn mưa, chắn bụi. Làm khi mà chúng ta sử dụng ở ngoài trời á, thì là mưa sẽ hoàn toàn là không có vô được trong cái loa súp của chúng ta. Đó. Thì cái mẫu này thì nói chung là tiếng rất là tốt. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ ngay cho bên Huy nhé. Số lượng chỉ có 5 cặp thôi. Và giá gốc của nó là 8.500.000. Và hôm nay thanh lý với giá chỉ có 5.900.000 trên một cặp. Đó, thì lát đã lắp xong thì Huy sẽ test thử cho mọi người nghe nhé, test nhỏ thôi. Đó, rồi thì một lần nữa thì Huy xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ đợi bên Huy lắp và sau đó test thử nhé. Test một cái súp này thì cái tiếng bát đánh ình rất là khó nghe. Ok, có full rồi. Rồi, bắt đầu Huy mở lớn lên nha, anh em nghe thử nhé. Nhắc lại một lần nữa cho mọi người đó là cái súp này là súp hàng mới và Huy khuyến mãi thanh lý. Thì số lượng chỉ có 5 cặp và cái giá thì phải nói là cực kỳ tốt rồi đúng không ạ? Thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ ngay cho bên Huy theo số điện thoại hotline Huy để ở góc trái của video nha. Hoặc có thể ghé trực tiếp tại showroom 340 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Thì đây là showroom mới của Huy nha. Thì tất cả những cái dòng súp mà thanh lý này á, thì bên Huy vẫn có hỗ trợ trả góp cho mọi người. Thì anh em nào cần trả góp thì cũng lên hồ sơ trả góp luôn cho anh em được luôn nha. Đó, thì đây là số lượng
súp mới, bát RCF, tiếng tốt và giá cực kỳ rẻ. Thì anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ liền nhé. Rồi, Huy xin cảm ơn mọi người rất nhiều.